Chuyện quan trọng muốn nói với ba nè. Sáng giờ á, con học không có nhớ gì chưa. Ui da, ui da. Ba ơi, à con ba ơi, lần sau con nhớ con sẽ nhớ bài mà. Ui da, ui da, chết rồi, phải mong của ba ơi. Ui da, cái mông của con. Ủa bộ ba không thương con hay gì mà đánh con dữ vậy ba? Dạ, ngày mai con hứa là sẽ nhớ bài rồi trả bài cho ba mà. Con đi nha. Này cái đứa này, nhảy tiếp đi. Nhảy gì mà chút xíu mà mệt rồi. Nhảy lên. Hỏi thầy, hãy cho tụi em đi thầy. Nhảy nãy giờ mệt chết luôn á. Đúng rồi đó thầy. Cho chừa cái tội ham chơi, không học thuộc bài. Em bị phạt là đáng lắm. Trời ơi, đóng bài sao học thuộc thầy. Không thuộc cũng phải thuộc nữa. Các em học cho các em, hay là học cho tôi. Thôi, không có nói nữa, tiếp tục. Mệt ghê quá trời. Nhanh lên. Mệt chết. Làm gì vậy? Sao không tiếp tục đi? Làm gì vậy? Sao không tiếp tục đi? Đi vô tụi em về. Xin lỗi thầy. Xin lỗi thầy, mỗi chân quá. Em hứa mai em trả bài đầy đủ vậy. Em hứa với tôi biết bao nhiêu lần rồi. Cứ ham chơi không chịu học bài. Bây giờ mà hứa cái gì? Thôi thầy, thầy tha lỗi cho tụi em đi. Mai tụi em trả bài đầy đủ mà. Đúng rồi thầy. Không có, em xin lỗi thầy. Em hứa với tôi bao nhiêu lần rồi mà có lần nào làm được không? Cứ ham chơi không chịu học bài. Em hứa lần này là lần cuối, ngày mai em trả bài cho. Thôi được rồi, ngày mai lúc tan học các em ra cổng trường trả bài cho thầy. À, thiệt hả thầy? Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều nha. Nha. Tại mày á, học vẫn luôn học, suốt ngày ngủ đi chơi. Ủa mày cũng chơi mà, sao mày nói tao? Thôi, về học bài đi, không mai mệt đi. Ê mày, bây giờ có cách nào không học bài mà vẫn học không? Mày định không làm mà đòi có ăn hả? Mày cũng như tao thôi. Tao làm biến học thiệt. Ơi, hay là mình nhờ bác sư đi. Ừ ha, ý kiến hay nè, đi. Ủa, bác sư đâu trời? Ôi tinh, có hai là giấy gì cả? Bảo bối của pháp sư. Ôi tinh, pháp sư không cho đụng, rồi mình có đụng không? Tao với mày là ai? Chị Châu. Chị Châu thì sợ gì, đụng luôn. Wow.
túi của bác sư nè mày. Mày cởi cái gì chồng? Wow, Doraemon. Hình như uống cái nước này nè là được Doraemon nhập cho mình á. Ê, hay là mày uống đi. Rồi Doraemon chỉ cho tụi mình. Mày khôn quá à, sao mày không uống đi? Bỏ đi. Trả bài hả? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi tì, chạy quá. Bỏ đi. Cái chuông, cái này làm gì chạy? Hình như là hơi miên người ta mày. Thôi miên hả? Được rồi, tụi em trả bài đi. Tụi em trả bài rồi. 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 Trả bài rồi hả? Trả bài rồi. Dám dùng chiêu trò thôi miên giáo viên hả? Thôi em ơi. Này bỏ đi. Không được. Bé quái, cái này dùng để diệt ma trừ tà mà. Liên quan gì đến mình đâu? Ôi mày, có khi mày mà là yêu quái hay sao? Yêu quái hả? Con quái vật này dám giả dạng thầy giáo hả? Hai cái đứa này trả bài không lo trả bài mà còn đứng cười kênh kênh nữa, ý gì đây? Con quái vật này nó nhiều nha. Thôi cho nó hiện nguyên hình đi tên. Hai cái đứa này làm cái gì vậy chơi? Con quái vật này mạnh thiệt chứ. Bỏ bối của bác sư mà không làm nó hiện nguyên hình được luôn. Giờ sao mày? Để tao thử lại. Hai cái đứa này coi phim pháp sư gần tờ quá 180 phút. Diêu. Cái này chắc cũng không được đâu mày ơi. Mấy cái đồ của pháp sư mình không sử dụng cái gì á. Ơi, bây giờ đi ăn rồi đi học bài. Khoan, có gì nè? Alo, bánh mì. Pháp sư ăn bánh mì bỏ trong đây chạy. Ủa, bánh mì là bánh mì vậy mày? Ơi, nó biết sáng rồi. Bình lên. Rồi. Bánh mì trí nhớ, công dụng giúp mình cải thiện trí nhớ. Ôi, giống bánh mì này, giống bánh mì của Doraemon mày. Ơi, cái này đúng đứa mình cần nè. Vậy là mình có thể không học bài mà vẫn học bài. Yeah. Mày ăn trước đi. Ơi, ẩu, ăn đi. Thôi, giờ để tao ăn cho. Nhân viên của tao. Ăn đi, mày ăn đi. Ồ, hay lắm chứ mới, mày siêu một bài. Kiểu này mai trả bài rồi. Không sao bị phạt nữa rồi. Yeah. Mày chó mày chơi đâu? Sao rồi, mày thấy mày thông minh lên chưa? Nhờ thấy của mình hồn.
sao bình thường được ta? Cái bánh mì nó quảng cáo uy tín vậy mà. Giờ tao đố mày một câu tăng nhanh nha, mày phải trả lời nhanh nha. Tao lừa, tao lừa mày. 400. Nhanh dữ ta. Đúng luôn, hôm nay mày tính tính mày được chứ. Cái gì? Mày lừa tao hả? 85 cộng 85 bằng 170 mà. Sao mày nói 400? Nhưng mà nó nhanh. Ừ ha. Mày xảm mày ơi. Mày giữ anh mày, mày ăn một mình mày đi. Tao đi học bài. Mà đúng mà ta, nhanh mà. Ôi tên, thằng này bánh mì ăn hoài có thông minh đâu mà mày ăn chi vậy? Ủa sao mua mà? Vậy hả, ăn đi. Ôi, mày ăn xong đi rồi đi học. Lẹ đi. Ủa, anh Sanh. Ô, vô đây, bị gì vậy? Ủa anh Sanh, đít anh nổi một nhọt hay gì mà đi ôm đít vậy? Không phải, mà sáng á, mai nha, ba đánh anh quá trời luôn. Cái gì? Lớn từ chỗ này còn bị ba đánh nữa hả? Đúng rồi. Không một bài nữa hả? Đúng rồi. Ủa gì vậy anh Sanh? Chắc nào giúp anh không? Tụi em cũng y chang anh luôn á. À đúng rồi, sáng em được cái dấu sư. Có loại bánh mì này hay lắm. Bánh mì gì? Bánh mì trí nhớ gì á. Ăn vô cái là biết hết luôn. Ghê vậy. Rồi sáng chim ăn rồi nè. Wow. Rồi nhớ dữ chưa? Có chơi. Còn mình chơi. Anh Sanh muốn ăn không? Có. Đưa đây. Đây. Ổn vậy? Ổn chứ. Cái này là có hai cái thôi. Nhưng mà cũng cho chim ăn cái nè. Em định ăn cái này đó, nhưng mà nãy lắm á, em mới cho anh ăn á. Dễ dữ ta, dễ ăn nha. Ờ, ăn đi, ăn đi. Cũng ngon á. Sao anh Sanh, anh có cảm thấy gì đặc biệt không? Anh không minh anh chưa? Anh thấy bình thường mà, chỉ là bánh mì ngon thôi à. Úi, anh cảm nhận được rồi. Những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, những bài học của ba giáp tơ hình như anh nhớ hết rồi. Wow, cái này hay thiệt luôn á. Hai đứa còn cái nào không, cho anh xin với. Ê kìa kìa, chim ơi cho anh xin nha chim. Anh lấy nha, bye bye hai đứa. Có hai cái anh Sanh ơi. Anh mua mà. Chắc không sao đâu hả, thời gian sử dụng chắc cũng lâu á. Thôi đi học đi, mày ăn đúng lâu luôn á. Không biết chiều nay gặp thầy sao nữa nè. Ủa, hay hẹn mình ở cổng trường mà, sao mày chạy về rồi? Tao nói mày nghe nè, mày ngu quá. Giờ mình chưa học bài, mình gặp thầy làm cái gì? Thầy, hai em hay quá ha. Tôi đã cho hai em một cơ hội rồi, mà còn dám trốn ra đây ha. Em đâu có trốn đâu thầy. Tại tụi em không thấy thầy ở cổng á, nên tụi em mới đi về mà. Chứ tụi em thuộc bài rồi. Được rồi, hai em hãy trả cho tôi bài thơ hôm qua đi. Nếu được, thì tôi cho về. Còn không thì tự hiểu ha. Trời ơi, thầy ơi nào vậy? Chết. Được rồi, tên, em trả bài trước cho thầy. Thầy ơi, em không có một bài vậy đó. Không thuộc hả? À? Không sao. Em đứng cái quan bên đi. Đứng đây nha. Chấm, em thì sao? Dạ sao ta? Ủa? Sao mình nhớ luôn nè. À, ổ bánh mì. À, em thuộc đúng không? Vậy thì trả bài đi. Bài thơ đó là bài gì? Dạ hư thầy, con cò. Có cái cẳng cao cao, có cái cổ cong cong. Nó là con cò. À, cái gì? Sao mày thuộc được? Mày đi chơi chung với tao mà. Ôi, như là ổ bánh mì nãy á. Bánh mì. Được rồi, chấm. Về đi em. Cái bài hả? Tên. Đi với thầy. Nhanh lên. Để chừa cái nỗi không chịu học bài. Đi với học bài. Ba ơi, con học được bài rồi nè. Giờ con trả cho ba nghe rồi nha. Những bài ba dạy cho con học thuộc rồi.
Dạ ba xuống dưới đi, để con trả bài cho ba nghe. Hôm nay con sẽ cho ba thấy con thông minh cỡ nào. Ba nghe kỹ những gì con sắp trình bày nè. Sách có tên gọi là ép. Ủa, ép dầu ép mỡ ta. À nhớ rồi, hay là ép cộng leo bánh mì hết tác dụng ta. Để ăn thêm miếng nữa coi sao mới được. Chắc chắn lần này sẽ thành công. Từ từ nha ba, coi nè. Ép. À ba ơi. Sao vậy ta? Nãy mình nhớ mình ăn rồi mà. Sao giờ không nhớ gì hết trơn vậy trời? À, phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi. Ba, bình tĩnh, đợi con một xíu nha. Một xíu thôi. Phải chấp nhận số phận thôi. Đúng là không thể nào tin tưởng chum và tin được. Thôi ba muốn làm gì ba làm đi ba.